Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta vẽ về kỹ thuật vẽ phong cảnh. Đây là vẽ phong cảnh bài cơ bản tập 1 ha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta cách tán màu như thế nào để vẽ được một cái phong cảnh sao cho đẹp nha. Rồi thì chúng ta sẽ vẽ bằng bột, bột như thế này các bạn. Vẽ bằng bột như thế này nha. Rồi thì gồm có các màu đây, quay màu cho các bạn xem. Rất là nhiều màu, giờ không biết đọc lên sao. Đây ha, màu đen, màu tím, màu trắng, màu da, màu hồng nhạt, màu tím đậm, tím nhạt, màu xanh cobalt, rồi màu vàng chanh, màu vàng đậm ha, rồi xanh lá non, xanh lá đậm thì vân vân rất là nhiều, rồi xanh ngọc vân vân rất là nhiều ha. Đây, đây là màu, hay là cái ngón tay mình đã có cái nền sẵn rồi ha. Ba là một cây cọ để mà chúng ta tán màu. Cây cọ chúng ta tán màu, mình có thể mình dùng cây cọ này cũng được, hoặc là chúng ta dùng cây cọ bảng này cũng được. Bạn dùng bất cứ cây cọ nào tán màu cũng được, hoặc là chúng ta có thể dùng cây cọ tròn nhọn để chúng ta tán màu cũng được nha. Và mình vẽ hôm nay là mình sẽ vẽ sẽ bằng kỹ thuật của cọ Nga. Cọ Nga hay đây mình gọi là cây cọ thần thánh đó các bạn. Vẽ bất cứ cái gì cũng đều được hết ha các bạn. Đây là cọ Nga đây các bạn. Cọ Nga số 00. Rồi thì đầu tiên á mình vẽ cái màu này thì mình sẽ lấy cái nền màu vàng nhạt này, màu vàng nhạt này nè các bạn ha, màu vàng này mình pha chút xíu với màu trắng này để cho nó nhạt hơn nữa các bạn, được chưa, để cho nó nhạt hơn nữa. Và bắt đầu mình sẽ tán lên trên cái nền của cái này ha, mình tán lên cái nền này thì cũng có nhiều kỹ thuật để mà chúng ta tán nha. Thì bây giờ mình đầu tiên là mình tán lên, mình quẹt nó lên và cái màu vàng này lên trước. Để cho nó có màu vàng nhạt đi. Thì các bạn tán, cố gắng tán làm sao mà nhìn nó không có bị sọc ha. Mình nhìn nè, các bạn thấy không, mình tán làm sao nhìn nó không bị sọc. Và mình để cho cái màu bột nó thật sự khô thì chúng ta hạ tán tiếp tục lần thứ hai nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cây cọ Nga này ha, mình sẽ lấy một cái màu vàng đậm hơn chút xíu để mình làm dấu, mình vẽ cái đường chân núi đây các bạn, mình vẽ cái đường chân núi đây. Rồi ok, vẽ đường chân núi đây. Trong khi chờ đợi nó khô ha, thì mình sẽ lấy cái phần dưới này, mình lấy màu đen, màu đen phần dưới này, bắt đầu mình lại tán tiếp tục các bạn, mình tán phần dưới này, mình tán đi, mình ngay cho cái đường chân núi này các bạn thấy không, này mình lấy dấu nè cho đường chân núi nè, mình tán đi. Rồi chúng ta chờ nó khô tiếp tục nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái cọ tròn nhọn này, chúng ta lại tiếp tục
tô tiếp tục nữa cho là nó thật tối luôn nha các bạn. Ok, là đã thật sự tối rồi đấy. Thực tình là đã tối rồi đó các bạn. Rồi chúng ta chùi cỏ nha. Rồi các bạn chờ tí xíu cho nó khô. Khô được rồi chúng ta mới vẽ được. Đó thì mình sẽ chỉnh lại cái phần núi. Rồi, trong khoảng thời gian mình chờ ở dưới khô thì bắt đầu chúng ta sẽ làm ở trên và chúng ta sẽ bắt đầu đi may ha. Thì may bắt đầu mình sẽ lấy cái những cái màu, ví dụ như đây, mình lấy cái màu hơi đậm đậm hơn chút xíu, màu vàng hơi đậm đậm hơn chút xíu, mình sẽ đi đường may ở đây. Mình tán ra ở dưới này, mình tán đi hình xoắn ốc, mình tán ra, mình chỉ chừa chậm may trên đây thôi. Còn ở trên đây á, mình thích đó các bạn. Bây giờ mình thích cái màu nó xanh, màu xanh coban trên này ha, thì mình sẽ lấy tí xíu màu trắng mình cho vô đây để cho màu nó nhạt ra chút xíu. Chứ mình tán nhẹ trên đây, mình tán thiệt là một cái lớp thiệt là mỏng thôi. Khi hơi xanh xanh xong thì chúng ta sẽ lấy màu cam đi với màu vàng để cho nó ra màu chút xíu cam cam. Xanh xanh cam cam nó lẫn vô nha các bạn, nó lẫn vô. Mình tán cái cây cọ cứ để đặt lên nhẹ nhẹ thôi các bạn, mình đặt nhẹ nhẹ lên vuông góc như thế này ha, thì ta sẽ có được một cái bầu trời ha, vừa cam mà vừa xanh. Trong thời gian chờ ở trên nó khô ha các bạn, thì chúng ta sẽ lấy cái màu xanh này nè, cái màu xanh này nè các bạn, màu xanh này mình thấy không? Đây, mình pha với chút xíu màu đen, nó sẽ ra một cái màu xanh đậm hơn một chút, cái màu nó sẽ đậm hơn một chút, được chưa? Rồi sau đó cái đường này nè, đường này được các bạn, chúng ta chia làm ba. Chúng ta chia làm 3, 1, được chưa? 3, đây mình chẽ từ đây đến đây. Đây một đường nè các bạn, được chưa? Rồi ở đây cũng vậy, mình vẽ từ đây, vẽ một cái đường màu tối này để cho nhìn nè, mình thấy cái nét của nó nè các bạn ha. Mình chia ra làm 3
Từ đây mình sẽ lấy cái màu xanh này nè, mình gạch xuống, mình gạch xuống các bạn, mình gạch một đường xuống vậy, gạch xuống vậy nè các bạn, gạch đường xuống nè. Đây mình gạch xuống vậy đó các bạn, được chưa? Mình gạch xuống ha. Rồi tiếp tục ở đây cũng vậy, từ đây mình cũng cái đường chia nè, mình cũng bắt đầu mình gạch xuống, mình gạch xuống tiếp tục cho đây, mình gạch xuống đây các bạn. Hơi nghiêng thôi nha, chứ đừng nghiêng nhiều lắm nha các bạn, mình sẽ thấy những cái cây bị nghiêng nhiều quá nó không đẹp. Rồi tiếp tục ở đây cũng vậy, mình gạch ở đây mình cũng vậy, mình cũng gạch 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 xuống lại đường đây. Ha, mình gạch ba đường, mình gạch ba đường ha. Rồi xong, sau đó chúng ta sẽ lấy cái màu sáng hơn. Đây mình lấy cái màu sáng hơn, quay bên màu ha, mình sẽ lấy màu sáng đây để cho các bạn dễ coi. Mình sẽ lấy cái màu sáng hơn, mình gạch xuống một lần nữa, mình gạch xuống đây các bạn, mình gạch xuống tiếp. Theo quy tắc vẽ thì gần mình vẽ to ra, xa thì mình vẽ nhỏ lại. Đây cũng vậy. Trong khoảng thời gian chờ cái này nó khô thì ở trên đây bắt đầu mình lại tiếp tục mình nhúng một miếng nước, mình cho vô đây ha. Mình lấy tí xíu màu vàng nè các bạn, màu trắng với màu vàng ở đây nè ha, để mình pha với nhau được chưa. Rồi mình đặt đây tí xíu nè các bạn, mình đặt lên nè các bạn coi, mình dễ mây nè, dễ mây nè ha. Rồi xong sau đó mình chừa rửa cọ, mình chờ đậm cọ miếng nước thôi. Bắt đầu mình đi hình xoắn nè, mình đi hình xoắn nè, đó mình sẽ được một cái đám mây ha. Mình đi hình xoắn nè, ở dưới chân mây mình làm cho nó tan ra, mình làm cho nó tan ra đây các bạn ha, mình làm cho tan ra thì mình sẽ được một cái đám mây. Trên đây cũng vậy, mình cũng làm cho đám mây nó tan ra. Cái chân mây nó tan ra các bạn. Chút xíu màu cam cam vô các bạn ha, để cho cái mây nó đẹp. Rồi bây giờ thì mình thích thì mình cho một chút xíu vàng vàng ở mép bên đây
cho trong thời gian mình chờ cái này nó khô đi. Chân mây cho nó tan ra, không có để cho quấn cột nha, mình phải đánh cái chân mây nó tan ra. Rồi ở đây mình muốn nổi bật lên, mình lại lấy thêm tí xíu màu trắng nữa, mình lại đi cái đường mây đây nè. Rồi mình lại đánh cho nó tan ra các bạn. Mình xây á, xây cái này bằng cái cọ, bằng các bạn xây bằng sắn ốc thì bắt buộc mình phải dùng cái cọ xịn mình mới vẽ được ha các bạn. Nếu mà mình dùng cây cọ giỏm thì mình vẽ nó sẽ hư cái đầu cọ ha. Cây cọ này là cây cọ Nga, mình mua ở ngoài thị trường là 250.000 cây này, mình mua chứ mình cũng không có bán đó ha. Bạn nào thích cái nền của nó hơi màu tí xíu thì chúng ta làm lên màu hơi nền hơi tí xíu đó, chúng ta có chút xíu cam, ánh cam lên nó mới đẹp đó. Bạn nhìn cái rõ không ạ? À? Phải quay gần mới được, mới rõ được hết các bạn. À, nhiều khi á, quay gần thì các bạn mới thấy rõ được. Rồi ha, thì mình đã vẽ những cái đám mây, là vẽ ra những cái đám mây đó. Mình muốn nhiều màu sắc hay như thế nào đó thì tùy ở mỗi bạn thích cái nền trên này nó hơi tối tối tí xíu thì chúng ta sẽ có cái màu hơi xanh nhiều chứ quên, thì chúng ta sẽ thêm xanh, màu xanh cobalt vô đây đó để cho nó được nhiều. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vẽ những cái chú chim ha, vẽ những cái chú chim ở đây. Ở đây mình vẽ những cái chú chim ở đây, trong thời gian chờ ở dưới khô thì mình vẽ trên đây nhé các bạn. Đó, hai cái dấu ớ ha các bạn ha, mình vẽ lại các bạn xem ha, gần nữa thì mình vẽ to nè, gần mình vẽ to nè, đó, xa thì mình vẽ nhỏ nè, ha, gần to xa nhỏ, gần rõ vẽ xa thì mình vẽ mờ mờ nè, ha, mình vẽ mờ mờ nè, đó, giống như có những cái chú chim đang bay ở đây nè các bạn, nhưng mà nó mờ, ha, rồi xong, sau khi mình vẽ cái này xong rồi, thì bây giờ tới cái phần vẽ chim xong á các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy màu tím đậm nha. Bây giờ mình chấm ở đây trước, mình chấm ở đây, mình chấm màu tím đậm trước các bạn nha. Mình sẽ chấm màu tím đậm trước, rồi mình chấm một phần, không có chấm hết nha, chấm một phần. Rồi lên trên đây cũng vậy, mình chấm trên đây, mình chấm một phần đây các bạn, mình chấm một phần. Thường á, vẽ theo cái kiểu 3D á, thì các bạn vẽ thường á, ở phía dưới là nền lúc nào nó cũng phải tối trơn á, bắt buộc luôn ha, 3D lại phải vậy ha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ chấm một số tím ở đây một phần. Rồi mình đã chấm tím rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái màu nhạt, màu tím đậm hơn chút xíu ha. Giờ là mình chấm ở đây, mình chấm ở đây ha, ở đây mình chấm ít đây, xong bắt đầu ở đây mình chấm nhiều lên, ở
đầu mình chấm lên đây, mình chấm lên đây, nó màu tím đậm hơn hết các bạn. Các bạn đã thấy lên từ từ chưa, sát quay thiệt sát luôn nha, này quay thiệt sát mới thấy rõ, rồi được xa là sẽ không thấy được đâu, không học được. Đúng rồi, mình phải nói ông xã mình quay thiệt sát để cho các bạn mới coi được. Rồi bắt đầu mình đã chấm những cái luống hoa đây các bạn, tiếp tục chấm tiếp tục nha, màu tím đậm hơn đó. Bắt đầu mình sẽ thấy nó nổi bật lên từ từ các bạn ha. Ở đây cũng vậy nè, nó cũng chỉ vài màu thôi, nhưng mà ở đây thì nó sẽ nhiều nè. Đây là một cái đồi hoa hết các bạn. Đó, mình sẽ chấm tím đậm hơn. Được chưa nè. Rồi bắt đầu khi mình chấm những cái màu tím đậm rồi đó các bạn, thì bắt đầu mình sẽ thấy cái màu tím nhạt hơn. Nên mình lấy màu tím nhạt hơn đây, bắt đầu mình chấm nhẹ nhẹ ở đây. Được chưa nào. Rồi màu tím nhạt hơn, mình cũng chấm một hai ở đây cỏ cỏ thôi. Ở trên này mình chấm ít nha, khúc này khúc dưới này mình mới chấm nhiều nè các bạn. Đó. Rồi. Các bạn đã thấy ra từ từ chưa? Rồi trên đây cũng vậy, mình cũng chấm một vài cái nhỏ 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 thôi. Thật sự nó không khó đâu. Làm riêng các bạn làm quen à. Vẽ một móng hai móng các bạn sẽ bị rối, nhưng các bạn vẽ tới cái móng thứ 10 rồi các bạn thuộc mẫu, các bạn vẽ rất là nhanh, không khó ha các bạn. Đây đó, các bạn thấy ra từ từ chưa, các bạn thấy ra từ từ chưa nè. Rồi sau khi mà mình chấm cái màu tím rồi thì bây giờ mình sẽ lấy tiếp tục tới cái màu hồng, màu hồng nhạt này nè các bạn. Đó các bạn thấy cái này nhiều màu không, dùng nhiều màu cho nó đẹp ha các bạn ha. Rồi mình dùng một vài cái màu hồng nhạt, rồi mình chấm xen kẽ lên, mình chấm vài nét lên. Đó. Rồi hồng nhạt này mình chấm vài nét thôi. Đó. Chỉ các bạn xong mình lấy tay mình dặm này để cho nó tan màu ra. Mình dặm cho nó tan màu ra để cho cánh hoa này nó đẹp nha. Mình gọi là tản màu ha. Rồi đây, quay thiệt gần luôn các bạn xem ha, quay xéo cho nó có bị dính cọ đụng cọ đâu quay được. Đó mình chấm mình sẵn màu ra đó, đúng các bạn. Rồi xong sau đó mình mới lấy màu da nè, mình chấm, nói chung là nhiều màu mình, tại vì do mình thích thôi ha, nhiều màu mình thích thôi. Đó mình chấm cho sẵn ra. Đây các bạn, đó ha. Rồi sau đó mình mới lấy cái màu đỏ nè bạn, mình chấm là sau cùng là xong luôn. Mình sẽ có được một cái luống hoa rất là đẹp. Đây các bạn. Mình có được một cái luống hoa rất đẹp. Được không? Thì sau khi mình vẽ cái này xong rồi ha, mình sẽ lấy cái màu đậm này nè, chút nhẹ đủ dưới đây, cho nó có cái sự tối như này cho này chút xíu.
từ kỹ thuật tán màu ha các bạn, từ kỹ thuật tán màu. Ok rồi, sau khi mình vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ dùng tớp và chúng ta sơn lên. Thì bây giờ mình sẽ dùng tớp và mình sơn lên cho các bạn chúng ta cùng xem nha. Chủ yếu là hướng dẫn để các bạn học viên của lớp mình có thể xem và học từ kỹ thuật tán bột cho tới mình chấm hình khối như thế nào ha. Mình tạo làm sao để nó ra được hình khối 3D. Thì đây mình vừa thực hiện xong các bạn. Chúc các bạn lớp hôm nay của chúng mình vẽ thành công nhé. Ok, bye bye, chào tạm biệt.